Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Chỉ huy tiểu đoàn xe tăng quay súng phơ sập bộ chỉ huy. Ký giả David X của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề: In this Russian battalion, the tanks don't work and the commander is a drunk pyromaniac. Nghĩa là trong tiểu đoàn xe tăng này, xe tăng không hoạt động và tiểu đoàn trưởng là một tay say sưa và thích phóng hỏa. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Khi cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine đang bước vào tháng thứ 11, xe tăng của quân đội Nga đang ở trong tình trạng tồi tệ. Kinh nghiệm được tường trình từ một tiểu đoàn xe tăng cho thấy rõ điều đó. Khả năng sẵn sàng chiến đấu kém vô cùng thảm hại của tiểu đoàn này dường như tạo ra sự nhạo báng đối với mối đe dọa tái xâm lược miền Bắc Ukraine của Nga 10 tháng sau khi lực lượng của họ rút khỏi miền Bắc Ukraine. Vladan Tartarsky, một blogger và phóng viên chiến trường thân Nga nổi tiếng, vào ngày 3 tháng Giêng đã nêu bật tiểu đoàn xe tăng thuộc một sư đoàn được cho là tinh nhuệ đang chuẩn bị triển khai tới mặt trận Ukraine. Tartarsky chuyển tiếp các ý kiến từ một trong những người lính tăng của tiểu đoàn khi người đàn ông này kiểm tra chiếc T-72 nặng 42 tấn, chở được 3 người của mình. Không thể khởi động động cơ, người lính lái xe tăng rên rỉ. Không thể kiểm tra hoạt động của các hệ thống, súng không nạp đạn được. Nói cách khác, xe tăng vô dụng trong chiến đấu, và nó không phải là ngoại lệ. Không ai làm bất cứ điều gì để khôi phục công nghệ, người lính tuyên bố. Không có phụ tùng thay thế, và không ai quan tâm. Không rõ có bao nhiêu xe tăng của tiểu đoàn có khả năng tham chiến. Mặc dù vậy, tiểu đoàn mà Rob Lee, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, xác định là thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 2, gần đây đã vượt qua cuộc kiểm tra của tướng. Ông đã đánh giá cao nó một cách hài lòng và bỏ đi. Người lính than thở. Chỉ huy của tiểu đoàn, thiếu tá Rasim Tagiev, bị bắt rất sớm trong cuộc chiến và trải qua 4 tháng làm tù binh của Ukraine trước khi trở về sư đoàn của mình. Bây giờ anh ấy là một người nghiện rượu và một người thích phóng hỏa. Đã 2 lần, anh ta phơ sập trụ sở tiểu đoàn. Người lính xe tăng báo cáo, anh ta không quyền hành nào đối với các sĩ quan và binh lính. Tiểu đoàn này, theo lý thuyết có khoảng 40 xe tăng và 400 quân, dường như đang ở Belarus. Tái thiết sau khi lữ đoàn xe tăng số 1 của quân đội Ukraine tiêu diệt hoàn toàn nó trong trận Chernihiv hồi tháng 2 và tháng 3. Trận chiến đó đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực kéo dài 6 tuần đầy cam go của Nga nhằm chiếm Kyiv từ phía Bắc với mơ tưởng là nhanh chóng kết thúc cuộc chiến rộng lớn hơn. Hôm nay, tiểu đoàn mà Tartarsky nhấn mạnh là một trong những đội hình của Nga đã được triển khai lại tới Belarus và miền nam nước Nga để trang bị lại, hiện đang sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công mới vào Kyiv. Các nguồn tin của Nga và Belarus tiếp tục ám chỉ về cuộc tấn công được cho là sắp xảy ra này. Quân đội Ukraine đang xem xét mối đe dọa này một cách nghiêm túc và đã tăng cường binh lính dọc theo biên giới phía Bắc của Ukraine. Quân tiếp viện bao gồm lữ đoàn tấn công số 47 mới được thành lập và xe tăng M55S cũ của Slovenia. Nhưng nếu tình trạng đáng buồn của tiểu đoàn xe tăng thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 2 cũng xảy ra ở các đơn vị khác, thì quân đội Nga thiếu sức mạnh chiến đấu để tiến hành một nỗ lực nghiêm trọng thứ hai nhằm chiếm Kyiv, đặc biệt là khi các lực lượng của Nga và đồng minh tiếp tục sử dụng một số lượng lớn nhân lực và thiết bị cho những nỗ lực thất bại nhằm chiếm giữ các vị trí của Ukraine ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Không thể xác minh một cách hoàn toàn chắc chắn rằng báo cáo của người lính xe tăng là đúng và tiêu biểu, nhưng ít nhất nó cũng phù hợp với nhiều giai thoại khác từ bên trong cái dường như là một nỗ lực chiến tranh đang dần sụp đổ ở Nga. Mất 100.000 quân và hàng nghìn phương tiện bọc thép, trong đó có 1.600 xe tăng, quân đội Nga có lẽ không đủ sức để tiến hành một cuộc tấn công lớn mới. Thật vậy,
chính người Ukraine chứ không phải người Nga, dường như đang hoạch định một cuộc tấn công quy mô lớn vào năm 2023. Nga và Belarus sẽ tổ chức tập trận không quân chung bắt đầu từ ngày 16 tháng Giêng. Nga và Belarus sẽ tổ chức các cuộc tập trận không quân chung tại Belarus từ ngày 16 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 2, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo hôm Chủ nhật. Bộ này cho biết một đội không quân Nga đã đến Belarus hôm 9 tháng Giêng. Trong cuộc tập trận bay chiến thuật, tất cả các sân bay và cơ sở huấn luyện của lực lượng phòng không và không quân của lực lượng vũ trang Belarus sẽ tham gia. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hôm thứ Năm rằng họ đang tiếp tục tăng cường nhóm quân sự chung với Nga ở Belarus, nhân sự, vũ khí, quân sự và thiết bị đặc biệt của các lực lượng vũ trang liên bang Nga sẽ tiếp tục đến Cộng hòa Belarus. Thông tin cơ bản khác cho thấy một số lực lượng Nga đóng tại Belarus và đã sử dụng lãnh thổ của nước này trong cuộc xâm lược Ukraine lần đầu vào tháng 2. Nhưng Tổng thống Alexander Lukashenko đã nỗ lực hết sức để bảo đảm rằng quân đội Belarus không tham gia vào cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tháng trước, Ukraine cho biết họ không loại trừ một hành động khiêu khích có chủ ý từ phía Nga đứng đằng sau các báo cáo của Belarus rằng mảnh vỡ của một hỏa tiễn Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ của họ. Máy bay Nga lượn trên bầu trời Beryansk, Melitopol để truy tìm du kích Ukraine. Sau một loạt vụ nổ ở các vùng lãnh thổ bị xâm lược tạm thời của vùng Zaporizhia, máy bay Nga đang lượn nhiều vòng trên Beryansk và Melitopol để truy tìm các du kích quân. Theo các tin tức sơ khởi, du kích đã đặt bom nhà máy Hydromas. Cư dân Beryansk báo cáo rằng các máy bay trực thăng của quân phát xít tiếp tục lượn quanh thành phố ngày hôm nay sau những vụ nổ lớn ở Melitopol và Thomas. Ủy ban điều hành của Hội đồng thành phố Beryansk đăng trên Telegram có thông tin cho rằng họ đang bay về phía Beryansk. Những người bị thương có khả năng được đưa đến đó. Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov báo cáo rằng máy bay địch cất cánh ngay sau vụ nổ tại nhà máy Hydromas bị chiếm, nơi quân Nga đặt một căn cứ quân sự khác. Trước đó có thông tin cho rằng quân đội Nga đã chiếm các trung tâm giải trí Beryansk để làm bệnh viện dã chiến. Vương quốc Anh và Hà Lan đồng tổ chức cuộc họp quốc tế lớn tại London về cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Anh Dominic Raab sẽ tổ chức một cuộc họp cùng với người đồng cấp Hà Lan vào tháng 3 tại London, nơi sẽ chứng kiến các bộ trưởng tư pháp từ khắp nơi trên thế giới tập hợp để hỗ trợ cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, về cáo buộc tội ác chiến tranh của người Nga ở Ukraine. Nó nhằm mục đích tăng cường hỗ trợ tài chính và thực tế toàn cầu được cung cấp cho ICC và phối hợp các nỗ lực để bảo đảm ICC có tất cả những gì cần thiết để thực hiện các cuộc điều tra và truy tố những người chịu trách nhiệm, một tuyên bố của chính phủ Anh cho biết hôm thứ Bảy. Gần một năm kể từ cuộc xâm lược bất hợp pháp, cộng đồng quốc tế phải hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho ICC để tội phạm chiến tranh có thể bị buộc phải chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo mà chúng ta đang chứng kiến, Ra nhận xét trong tuyên bố. Công tố viên của ICC, Rahim Karim Khan, sẽ phát biểu tại cuộc họp ở London, cung cấp cái nhìn sâu sắc về công việc của tòa án và vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ các cuộc điều tra của tòa án. Tuần này cũng chứng kiến các chính trị gia Anh từ khắp các phe phái chính trị bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra tội ác xâm lược của Nga ở Ukraine. Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ từ các chính trị gia Anh, bao gồm lãnh đạo phe đối lập Keir Starmer và cựu lãnh đạo đảng bảo thủ và nghị sĩ Ian Duncan-Smith, theo tờ Observer của Anh, cho biết một bản sao của tuyên bố sẽ được chia sẻ với họ. Cựu tướng quân đội dự đoán Ukraine giải phóng Crimea vào cuối tháng 8. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề
Ex-Army General predicts Ukraine liberates Crimea by the end of August. Nghĩa là cựu tướng quân đội dự đoán Ukraine giải phóng Crimea vào cuối tháng 8. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Trung tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Ben Hawkes dự đoán hôm thứ Bảy rằng Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea vào cuối tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của mình đối với Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 với hy vọng giành được chiến thắng nhanh chóng. Tuy nhiên, cuộc chiến đã bộc lộ những điểm yếu trong quân đội của nhà lãnh đạo Nga, chẳng hạn như những khó khăn trong việc duy trì quân đội được huấn luyện tốt. Những thách thức này cùng với nỗ lực phòng thủ mạnh mẽ của Ukraine được hỗ trợ bởi viện trợ quân sự của phương Tây đã cho phép Ukraine chiếm lại hàng nghìn dặm lãnh thổ bị xâm lược trước đây và xoa chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho mình. Khi cuộc chiến dần dần tiến đến năm đầu tiên mà không có dấu hiệu chậm lại, Hodges đã dự đoán trên Twitter rằng Ukraine chỉ còn vài tháng nữa là giành lại quyền kiểm soát Crimea. Crimea là khu vực Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 và do Mạc Tư Khoa kiểm soát kể từ đó. Mặc dù đây vẫn là điểm tranh chấp chính giữa hai quốc gia Đông Âu, các nhà lãnh đạo Ukraine cho biết họ hy vọng sẽ tái lập quyền kiểm soát Crimea trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào để chấm dứt chiến tranh. Hodges, người từng là tướng chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ ở Âu Châu, đã viết trên Twitter rằng ông tin rằng Crimea sẽ trở lại tay Ukraine vào cuối tháng 8, trích dẫn báo cáo rộng rãi rằng quân đội của Putin thiếu động lực. Tất nhiên thời gian đang đứng về phía Ukraine. Họ không gặp vấn đề về nhân lực và tình hình hậu cần của họ trở nên tốt hơn mỗi tuần. Không một người lính Nga nào thực sự muốn ở đó và các biện pháp trừng phạt đang gây tổn hại. Ukraine giải phóng Crimea vào cuối tháng 8, ông viết trên Twitter. Nhận xét của Hodges được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng chiến tranh Nga-Ukraine có thể lan sang Crimea. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Chernyak tuần trước nói với các phóng viên rằng Ukraine tin rằng Nga đang chuyển quân đến phía bắc Crimea, gần nơi có một cây cầu trên đất liền nối bán đảo này với Ukraine. Chernyak nói thêm rằng quốc gia bị chiến tranh tàn phá này đang lên kế hoạch tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea, Ukrinform đưa tin. Xét rằng các đối tác nước ngoài của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi các loại vũ khí mới, cái gọi là hành lang đất liền tới Crimea chắc chắn không an toàn. Ukraine sẽ tấn công các vị trí của Nga trên khắp lãnh thổ bị xâm lược, ông nói. Sau hơn 10 tháng giao tranh, cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Cả hai đã nói về những điều kiện cần phải đáp ứng để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông có kế hoạch kiểm soát Crimea trong một bài phát biểu hồi tháng 8. Đây là của chúng tôi và cũng như xã hội của chúng tôi hiểu điều đó. Tôi muốn quân xâm lược Nga cũng hiểu điều đó. Sẽ không có chỗ cho họ trên đất Ukraine. Quân xâm lược nên biết, chúng tôi sẽ hất cẳng họ ra biên giới. Những kẻ xâm lược phải biết rõ điều đó. Mặt khác, Nga tuyên bố sẽ từ chối chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào yêu cầu nước này rút quân khỏi những nơi mà nước này coi là lãnh thổ của mình. Ngoài yêu cầu này áp dụng cho Crimea, Mạc Tư Khoa cũng sẽ từ chối thỏa thuận yêu cầu rút quân khỏi Donbass, Zaporizhia và Kherson. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết vào tháng trước, Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine và các nhà phân tích an ninh để bình luận. Cựu tư lệnh Nga nói lực lượng của Putin đã thất bại. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin's forces already lost, former Russian Koliander says. Nghĩa là cựu tư lệnh Nga nói lực lượng của Putin đã thất bại. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã thua một trận đánh quan trọng ở Ukraine, theo một cựu chỉ huy quân đội Nga hôm Chủ nhật. Putin đã ra lệnh cho chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cuộc giao tranh đã tiếp diễn trong hơn 10 tháng, khi quân đội của Putin phải vật lộn để giành được những chiến thắng quan trọng trước nước láng giềng Đông Âu, nước có nỗ lực phòng thủ được hỗ trợ bởi viện trợ quân sự của phương Tây.
giữa những tổn thất của Nga. Giao tranh vẫn tập trung ở phía đông nam Ukraine tại thành phố Bakhmut, nơi trong nhiều tháng đã là nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Quân đội Nga trong khu vực đang được lãnh đạo bởi tập đoàn Wagner, một lực lượng quân sự tư nhân được thành lập bởi Yevgeny Prigozhin, đồng minh của Putin, đã phải đối mặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền và tấn công dân thường. Giao tranh ở Bakhmut, nơi có các mỏ gần đó chứa tài nguyên chiến lược bao gồm muối và thạch cao, vẫn tiếp diễn vào cuối tuần. Nga dường như đạt được lợi ích ở Soledad gần đó, với các chuyên gia quân sự Nga cho rằng binh lính Ukraine ở Bakhmut có thể đối mặt với mối đe dọa bị bao vây. Tuy nhiên, Igor Gykin, cựu chỉ huy Nga nổi tiếng với vai trò trong chiến dịch Crimea năm 2014 của Nga, cho biết ngay cả một chiến thắng chiến thuật ở Bakhmut cũng không thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Điện Cẩm Linh. Ông ta đã viết trong một bài đăng trên Telegram vào hôm Chủ nhật rằng quân đội của Putin đã thua về mặt chiến lược. Gykin cho biết, chiến thắng của Nga ở Bakhmut vẫn còn rất xa, dự đoán nó sẽ kéo dài ít nhất là một tháng nữa. Ngay cả khi Nga đạt được một chiến thắng chiến thuật, ông nói rằng đó vẫn là một tổn thất chiến lược vì ông cho rằng các mục tiêu khác ở Ukraine có thể xứng đáng hơn với những nguồn lực này. Gykin viết, và ngay cả khi quân đội của chúng ta giành được chiến thắng về mặt chiến thuật, thì về mặt chiến lược, chúng ta đã thua. Một lần nữa, ném những lực lượng và phương tiện tốt nhất vào một đối tượng không xứng đáng. Ông nói thêm rằng, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga phần lớn có lỗi trong việc ra lệnh xâm lược. Nhưng Tập đoàn Wagner cũng có lỗi trong việc cho phép quân đội của mình được sử dụng trong cuộc chiến này. Ông viết, người chỉ huy để binh lính của mình bị lãng phí một cách vô ích và vô nghĩa, cho dù là hành động theo mệnh lệnh đi chăng nữa, không thể được coi là một nhà lãnh đạo quân sự giỏi trong bất kỳ trường hợp nào. Khi xung đột tiếp diễn, căng thẳng về Bakhmut gia tăng trong giới lãnh đạo Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, Tập đoàn Wagner đã tìm cách đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng Nga vì tiến độ chậm chạp trong trận chiến. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Nga, Prigozhin cho biết các binh sĩ của Tập đoàn Wagner đã phải vật lộn để vượt qua các phòng tuyến của Ukraine do không đủ xe bọc thép, đạn dược và đạn pháo 100 ly, ISW đưa tin. Gykin, người ngày càng chỉ trích vai trò lãnh đạo của Mạc Tư Khoa trong cuộc chiến, hôm thứ Bảy cho biết rằng Điện Cẩm Linh đang chứng kiến sự chia rẽ trong ban lãnh đạo về cuộc xâm lược sau một báo cáo rằng Prigozhin cáo buộc các nhà tài phiệt làm mất uy tín của tập đoàn Wagner. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để bình luận. Xe chiến đấu M2 của Ukraine không phải là xe tăng, nhưng chắc chắn có thể tiêu diệt xe tăng. Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề Ukraine's M2 fighting vehicles aren't tanks, but they are sure can kill tanks. Nghĩa là xe chiến đấu M2 của Ukraine không phải là xe tăng, nhưng chắc chắn có thể tiêu diệt xe tăng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Phiên bản xe chiến đấu M2 Bradley mà Mỹ viện trợ cho Ukraine không phải là phiên bản mới nhất. Không, đó là biến thể của phương tiện nặng 25 tấn mà quân đội Hoa Kỳ đã phát triển sau hậu quả của chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991. M2A2 Odds cho đến nay là một phương tiện đã 30 tuổi, nhưng tuổi của nó mang lại cho người ta niềm tin vào hiệu quả của nó. M2-3 người là một phương tiện chiến đấu bộ binh, có nhiệm vụ chở một đội binh 6 người vào trận chiến, bảo vệ bộ binh khi họ xuống xe, sau đó hỗ trợ họ bằng pháo tự động 25 ly và hỏa tiễn chống tăng của nó. Việc bảo vệ bộ binh là chìa khóa. Vâng, M2 là một chiếc taxi chiến đấu với lớp giáp mỏng hơn nhiều so với bất kỳ loại xe tăng nào. Nhưng đó là một chiếc taxi chiến đấu tiêu diệt xe tăng, Laura Cooper, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. Bradley đặc biệt có khả năng chống thiết giáp đáng gờm. Bạn biết đấy, sẽ chống lại mọi loại khả năng thiết giáp mà Nga đã triển khai ở Ukraine. Quân đội Hoa Kỳ và nhà sản xuất phương tiện United Defense, sau này là Beam System,
đã phát triển M2 vào những năm 1960. Các đội quân cơ giới nhiều thập kỷ trước đã học được rằng xe tăng mặc dù nhanh và mạnh nhưng rất dễ bị bộ binh phục kích từ hai bên và phía sau. Xe tăng cần bộ binh thiện chiến để bảo vệ chúng khỏi bộ binh địch. Nhưng bộ binh thiện chiến cần một số cách để theo kịp những chiếc xe tăng thần tốc và triển khai an toàn giữa cuộc đọ súng. Quân đội Đức là những người đầu tiên giải quyết vấn đề này với HS-30, là xe bọc thép chở bộ binh có lối ra phía sau và súng hạng nặng gắn trên tháp pháo xuất hiện lần đầu vào cuối những năm 1950. Marder, một chiếc xe chiến đấu được cải tiến nhiều, đã nhanh chóng thay thế HS-30 trong kho vũ khí của Đức. Trong khi đó, quân đội Liên Xô đang trang bị thế hệ đầu tiên của xe chiến đấu của riêng mình là EMP. Người Mỹ tụt hậu xa về công nghệ bộ binh cơ giới. Bradley là xe chiến đấu thực sự đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ và nó đã không được đưa vào sử dụng cho đến năm 1981, gần 25 năm sau khi HS-30 xuất hiện lần đầu tiên. Người Mỹ đã làm việc chăm chỉ để bắt kịp. M2 vẫn còn là một thiết kế non trẻ khi Hoa Kỳ và các đồng minh tham chiến với Iraq vào năm 1991. Trong trận xa lộ 73 phía đông Iraq ngày 26 tháng 2 năm 1931, Lữ đoàn 2 kỵ binh Hoa Kỳ cùng với 100 xe tăng M2 và 100 xe tăng M1 đã tiêu diệt hai lữ đoàn quân đội Iraq. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.